Hello, xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du học sinh Vi. Hôm nay thì xin muốn dành tặng cho cả nhà một ít thước phim về cái cuộc sống giang biển của anh em như thế nào nha cả nhà. Đây cũng chỉ là một thước phim vui vẻ bình thường hàng ngày thôi, với lại cho cả nhà biết sơ qua về cái cuộc sống của anh em trên biển ra làm sao, với lại thường ngày mình ăn cá thu hay là cá bớp hay là cá gì đó, cá dũa gì đó, thì họ đánh bắt như thế nào. Thì bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi kênh của Sinh nha cả nhà. Bây giờ tất cả anh em sẽ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tối nay sẽ bủa cá và cho cả nhà xem là có loại cá gì nha. Bây giờ là tất cả mọi người đang câu cá cái nhà, cái chỉ cá ngăn cá chích đó, để mà tối nay mình bủa nha. Đây là một ít cá sọc, cá này sẽ không có bủa câu được. Cá này thì anh em sẽ dành để ăn nha cái nhà, ăn cơm hoặc là để kho gì đó cũng ngon. Được một con cá thu đầu tiên nha cả nhà. Đây, đây là cá thu. Cả nhà đón xem đây là bao nhiêu ký ha. Ông ngoại của mình sẽ dùng cái khấu nhỏ này để lấy cái lưỡi ra nha cả nhà. Đó, bây giờ mình tiếp tục kéo tiếp những cái loại cá khác nha. Tiếp tục là một em cá dũa nha cả nhà. Đây là loại cá dũa ở ngoài này rất là nhiều luôn cả nhà. Tại vì mình nghe ông Dượng với lại ông cậu mình nói vậy đó. Các nhà cứ tiếp tục theo dõi nha. Và dòng ngoại mình sẽ lấy cái con cá dũa này ra nha. Bây giờ để mình lấy cái con cá ngừ dưới này ra nha. Các nhà thấy bự không? Con này mình đoán chắc cỡ gần 4-5 kg quá. Cái này mình đoán vậy thôi các nhà. Lại lên thêm một em cá dũa nữa các nhà ơi. Đây là thêm một con cá dũa là 3-4 con rồi đó cả nhà. Chỗ biển mình là cá dũa này hơi nhiều nha. Chà, cái con cá ngừ này siêu to luôn cả nhà ơi. Con này mình đoán chắc cỡ hơn 5 kg quá. Cả nhà thấy nó mọi ư không? Nó mạnh lắm cả nhà, mình cầm lên rồi nó dậy luôn. Rất là mạnh nha cái loại cá này nè. Cái này phải dùng khấu đưa lên chứ còn mà kéo lên không nổi đâu. Đó, cả nhà thấy mình nói đúng không? Đó, toàn là dính cái loại cá dũa này là nhiều rồi cả nhà. Đó, cái loại này rất là nhiều luôn á, mình thấy ở bên nước ngoài họ câu cái loại này cũng nhiều nè. Đó, nãy giờ ông Dưỡng mình kéo lên rất là nhiều cái loại này ha. Đây nè cả nhà, đang kéo câu lên thì lại dính cái con mực lá này nha. Nó bám vô cái con cá chỉ cá ngăn đó, để mình câu cá thu á, dính nó luôn. Tối nay sẽ làm món mì ăn luôn cả nhà. Đó, còn đây là thành quả của ngày, của đêm này cả nhà. Đó, anh em làm rất nhiệt tình luôn á. Nhìn thấy không, rất là cực luôn. Đó, đây là cái con cá nhái nha cả nhà. Cá xương xanh đó, một nắng luôn đó. Đó, ai ăn cá xương xanh một nắng thì sẽ biết được cái loại này ha. Đó, nó dài ghê không, ở ngoài nó bự lắm cả nhà. Cái này mình không biết cái con cá xương xanh này nó dài tầm cỡ 3 mét không cả nhà. Đây nè. Không, mình đoán chắc cỡ 1 mét, 2 mét cùng. Đây là cái con cá nhái thân dẹp nha cả nhà. Hồi nãy mình cho cả nhà xem cái con cá nhái đó là thân giòn, nó tròn cúc cúc. Còn đây là nó loại dẹp nha.
qua một ngày mới, anh em bắt đầu bổ câu nhớ nhà. Anh em sẽ móc từng con cá chỉ cá ngang để bổ câu tiếp nha cả nhà, để coi hôm nay có loại cá nào cho cả nhà xem nha. Nguyên cái đêm ké mệt quá cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi nha, rồi để tối nay tiếp tục cho những cái chặn câu kế tiếp nha cả nhà. Mình sẽ cho cả nhà xem hai cái hầm mồi của ông Dượng mình nha. Đây là những cái con cá ngăn, hai hầm này ít chứ cũng phải cỡ trên 1-2.000 con cả nhà, cái đó mình đón thôi nha, chứ mình thấy rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy xung quanh không, rất là nhiều cá ngăn luôn, cho đây có cá chỉ cá chích đó, rất là nhiều luôn, để tối nay cho kịp bổ câu nha. Đó, tất cả mọi người đang chuẩn bị câu tiếp mồi cả nhà. Bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục kéo câu nha cả nhà. Đây là ông cậu mình, ông đang đứng kéo câu để coi bổ câu này được bao nhiêu cá nha cả nhà, để coi có loại cá nào mới mới không. Đó, đây là một đống cá thu nha cả nhà. Đây là loại 8-9 kg luôn đó cả nhà. Bự bự không à. Rất là nhiều luôn cả nhà thấy không? Còn đồng nấy bự bự không. Đây là cá thu tươi rất là ngon luôn cả nhà. Rất là đẹp, cá đẹp nữa. Còn đây là rổ cá chích nha nhà, ai đã từng ăn gỏi cá chích thì biết ha. Ở đây là rổ cá chích rất là ngon và tươi luôn, bây giờ mình sẽ đem ra đây để mà làm gỏi nha. Đó cả nhà, quá trời đẹp luôn, nhiều đây chắc cỡ 2 kg quá. Ở ngoài biển này thì trời không có nắng mấy nha nhà, cũng vừa vừa thôi đó, tại vì trời nắng nó không được bao nhiêu. Đó, mùa này ít nắng lắm cả nhà thấy không, nhưng mà ra đây cũng hơi bị giận vợ người nha, ai mà không quen thì ra đây chịu nổi đâu. Bây giờ ghe của ông Dượng mình sẽ vô đảo Phú Quốc để bán cá nha cả nhà. Chờ nãy giờ 3-4 tiếng bây giờ cái chị mua cá nè mới tới đây. Đó cả nhà thấy trên tàu của chị không? Rất là nhiều cá mắm luôn. Đó cả nhà thấy không? Chị đi thu mua từng ở cái chiếc khác để về đây cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu căng cá nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip hấp dẫn hơn nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.